Vâng, ok, em sẽ tay mic luôn cho anh em đợi một chút nhá. Vâng, anh em đợi một chút, em thay mic luôn ngay sau đây. Vâng, đang cử kỹ thuật viên chim lợn trường 98 lấy mic rồi. Ok, ok, anh em đợi một chút. Thấy không em ơi? Trường ơi. Không thấy à? Đây mà, bên này mà. Yes. Yes. Alamaz, Zokanta, Holmes. Alamaz, Zokanta, Alamaz, Holmes. Alamaz, Alamaz, Holmes. Alo. Alo, alo. Vâng, tôi vừa tay cái mic anh em ạ. Anh em nghe hộ tôi xem là hết rè chưa nhỉ? Hy vọng là hết rè rồi. Vâng, ok, tôi đã sửa quân luôn. Bên kia báo về là Pan và Sam đúng không anh em nhỉ? À, Pan màu 2, màu 2 chắc là của ông Bi. Vâng, đúng rồi, Pan là của Bi. Vâng, mà bên mình thì là Bách là người cầm cà tha. Vâng, quân này tôi đánh giá là quân cũng không lệch nhiều anh em nhờ. Mà tạm gọi là cần vậy. Vâng, quả phụ dành cho cà tha này. Vẫn rẻ à anh em? Anh em tôi hỏi là còn rẻ nữa không nhỉ?
Vẫn rẻ à? Vâng, em chào anh Vũ Hồng Thắng nhá. Mong em thông cảm, em vừa phải đi kiếm ngay mic cho nên là bây giờ mới quay lại bình luận được. Vẫn rẻ à? Khoai thật đấy. Vẫn rẻ à?